Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Đông viện Tống phủ, Vân Tường thiếu gia đây, Khổng Tranh ta có mắt như mù. Khổng Tranh ta từ nay nguyện ý làm chó của Vân Tường thiếu gia. Tội mạo phạm, Khổng Tranh ta nguyện từ nay làm trâu làm ngựa đền đáp cho Vân Tường thiếu gia lấy công chuộc tội. Ơi, làm trâu làm ngựa, đền đáp có hơi nghiêm trọng rồi. Xem ra Khổng lão gia tử cân nhắc lợi ích, hạ quyết tâm rồi. Mẹ nó, đây còn cần phải cân nhắc lợi ích hạ quyết tâm hay sao? Nếu như không phải là lão phu quyết đoán kịp thời, e rằng mấy vị này trong mơ đã giết luôn cả lão phu rồi. Ơi, từ trước đến nay chưa dám có suy nghĩ cân nhắc lợi ích. Khổng gia ta trước đây luôn lấy Tống gia làm nhất, sau này cũng sẽ như vậy. Nếu như Vân Tường thiếu gia không chê, Khổng Tranh ta nguyện đến Tống phủ làm người hầu của ngài. Mẹ nó, Tống Vân Tường có cần phải làm đến mức đó hay không? Các cổng thị nữ, gia đình tất cả đều là thiên giai. Lão phu đường đường là cường giả thiên giai sơ kỳ. Đông viện của Tống gia lớn như vậy, lại không có một chức vị cho lão phu. Khổng Tranh, mau suy nghĩ thử, ngươi có thể cạnh tranh như thế gì nữa hay không? À, có rồi. Đúng rồi, Vân Tường thiếu gia, không biết là ở Đông viện Tống phủ của ngài có còn thiếu đầu bếp hay không? Không phải là ta chém gió, năm đó ở Trung Châu khi còn nhỏ ta đã từng hầu hạ. Ơi, được rồi, cắt ngang. Cứ đứng dậy trước rồi nói. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Khổng lão gia tử, nếu như ông thật sự có ý ra sức cho Tống phủ, bây giờ tôi ngược lại có một nhiệm vụ cho ông đây. Vân Tường thiếu gia cứ dặn dò, ta chết tuyệt đối là cũng không từ chối. Đứng dậy đi, sao lại quỳ xuống nữa rồi? Vâng, Vân Tường thiếu gia cứ dặn dò. Theo như tôi được biết, thành Vĩnh An này ngoại trừ ông ra, gia tộc khác có lẽ còn có bốn vị lão tổ địa giai đỉnh phong đúng hay không? Đúng, ngài nói không sai, thành Vĩnh An vốn dĩ có năm gia tộc tuyến một, ngoại trừ tôi bước đầu đột phá thiên giai, Trần, Lục, Đào, Sở, bốn lão quỷ này đều bị mắc kẹt ở bán bộ thiên giai. Trong gia tộc tuyến 2, Thẩm gia và Sở gia cũng có một vị địa giai hậu kỳ. Ý của ngài là? Đây là bốn viên phá trướng đan. Ông thay tôi chạy một chuyến, bảo bọn họ đột phá thiên giai cho tôi. Phá trướng đan, đây chính là phá trướng đan ở trong truyền thuyết hay sao? Ơi, lão phu vất vả bế quan 5 năm mới đột phá đến thiên giai bình cảnh. Vừa mới cách mấy lão quỷ kia được một chút, lão phu đến ngay cả niềm vui thể hiện một ngày cũng chưa hưởng thụ được, đều đã bị bọn họ dẹp bỏ rồi. Ơi, ông đã hiểu ý của tôi hay chưa? Ngài dự định thu phục bọn họ hay sao? Nếu không thì sao? Tiểu nhân hiểu thôi, ngài dự định muốn ra tay từ mấy lão tổ các nhà, thu phục thế lực gia tộc bọn họ để cho ngài sử dụng. Hiểu không sai, nếu làm tốt, thiên giai ninh đan chính là phần thưởng của ông. Vâng, Vân Tường thiếu gia hãy yên tâm, tiểu nhân nhất định là sẽ đem bốn nhà thu dưới trướng của Vân Tường thiếu gia. Đi Nam đi. Vâng, thuộc hạ cáo từ. À, đúng rồi, quay lại. Vâng. Ngoan vãi. Có tiểu nhân, Vân Tường thiếu gia còn có chỉ thị gì nữa hay không? Đúng rồi, cái hồ nước gì đó ông xem. Vân Tường thiếu gia tha tội, tiểu nhân sẽ đưa Hình Hình nha đầu đưa qua đây cho ngài. Nhưng mà tiểu nhân cũng tự biết Hình Hình đã không xứng làm phu nhân chính thất của ngài. Nếu như Vân Tường thiếu gia không chê, để con bé làm tiểu thiếp, hoặc là thông phòng nha đầu gì đó cho ngài cũng được. Stop stop, tôi không có hứng thú với cô ta, ý của tôi là tìm một lý do chính đáng xóa bỏ hôn nước này là được rồi. Còn về Khổng Hình Hình, cô ta có suy nghĩ gì tôi không muốn can thiệp cũng lười quản. Hả, xóa bỏ sao? Khổng lão gia tử cũng là người thông minh, làm như thế nào
Ông không cần tôi dạy ông có đúng hay không? Vâng, xin Vân Tường thiếu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định là sẽ làm tốt việc này. Đi đi. Tiểu nhân thật sự là cáo từ đây. Đi đi. Đừng leo tường, đi từ cửa đi. Vâng. Hả? Vâng vâng, đa tạ Vân Tường thiếu gia. Mặc dù phương hướng phát triển ngoài suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cũng đã kết thúc chuyện hôn ước này rồi. Vân Tường thiếu gia. Ơi, sao thế chú Đại Mộc? Đến Khổng Tranh này e rằng chưa thật lòng hàng phục. Tôi thấy chỉ là hắn sau khi nhìn thấy Tống gia thể hiện thực lực, sợ bị báo thù, hoặc là muốn đặt cược lợi dụng chính trị ở trên người của Tống gia. Đúng vậy, Vân Tường thiếu gia, Khổng Hinh Hinh này vừa nãy sớm đã rời khỏi đây, sớm thì đã đi tìm tên côn đồ kia. Tôi cũng cảm thấy chú Đại Mộc nói rất đúng, Khổng gia này giữ lại nói không chừng là còn âm thầm gây chuyện, chỉ bằng đâm nào thì phải theo nào. Tối hôm nay thích hợp để diệt môn. Hả? Ây, không đến mức đó đâu. Các người nghe cho kỹ đây, không lâu sau này có thể thành Vĩnh An sẽ đón đến một trận đại chiến. Hàng trăm vạn hung thú phá tường mà vào, vô số bách tính sinh ly tử biệt trong chiến đấu. Đến lúc đó sức mạnh của một phần có thể khống chế, có thể vì Thiên Đô quốc, vì nhân tộc mà bảo tồn lại ngọn lửa nhiều hy vọng hơn. Nguy hiểm khó khăn, quốc gia thịnh suy, chủng tộc tồn vong, có lẽ nên lấy đại cục làm trọng, không nên đem sức mạnh lãng phí trên ân oán của gia tộc. Vân Tường thiếu gia. Vân Tường thiếu gia lại có khí phách như vậy, có thể vì đại cục mà buông bỏ tôn nghiêm vào mặt mũi. Trưởng thành của Vân Tường thiếu gia đúng là khiến người khác có cái nhìn khác xưa. Bóng lưng của Vân Tường thiếu gia càng lúc càng vĩ đại như Tam gia rồi. Trước tiên là dùng đường và roi điều khiển bọn họ, trêu đùa bọn họ. Trận đại chiến Nam Hoang thú triều, chiến lực đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đúng rồi chú Đại Mộc. Sao vậy? Giúp tôi sắp xếp một chiếc phi thoi hư không tốt một chút. Ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến. Vâng. Cùng lúc này, Nam Hoang trường thành, bên trong ngoài 10 dặm của nơi đóng quân Thiết Bích quân, thuyền vận chuyển của Hy Thủy quốc, Tố Lữ Thức, robot sản xuất của Hy Thủy quốc, là kẻ nào? Đại hạ là hiệu úy Trương Mộ Doanh. Trương Mộ Doanh hữu thứ hai, bái kiến Liễu tướng quân. Tống soái quân của tôi đã cho phép đi qua, mà tướng đặc biệt đến đưa văn điệp. Đa tạ Trương hiệu úy đã đích thân chạy một chuyến. Cũng thay ta cảm ơn tống soái một tiếng. Liễu Linh, đại gia trung kỳ, thiên tướng quân giữ phòng tuyến liên hợp Lam Hoang ở Hy Thủy quốc. Mà tướng còn có việc xin đi trước một bước, cáo từ. Mời, mời. Kho chỉnh đốn của thuyền vận chuyển Hy Thủy quốc. Loại nam thử của Huyền Nữ Thức, máy kiểm tra đời thứ hai nghiên cứu thần cơ viện Hy Thủy quốc. Công chúa, Thiên Đô quân đã duyệt cho đi qua rồi, chúng ta bây giờ xuất phát được chưa? Có thể đi được rồi, đương nhiên bây giờ phải đi thôi. Công chúa Lang Hoàn, em gái cùng mẹ khác cha của Hy Thủy nữ đế, tổ tịch thần cơ viện của Hy Thủy quốc, chủ đạo thiết kế và nghiên cứu tinh hồn tướng Huyền Nữ Thức đời thứ hai của Hy Thủy quốc. Xuất phát thôi, tôi sớm đã mong chờ muốn đi tìm hung thú để chiến đấu thực tế, kiểm tra ba con robot đáng yêu này của tôi một chút rồi. Tống phủ Đông viện.
Vân Tường thiếu gia, phi thoái hư không mà ngài cần, A Bác đã chuẩn bị cho ngài rồi. Thế nào, thiếu gia thấy hài lòng hay không? Không tệ. Vừa hợp với ý của tôi. Thiếu gia hài lòng là được. Thế thì để tôi điều chỉnh thử lại một chút. Ngài có thể dùng rồi. Không cần điều chỉnh thử đâu. Như vậy là được, để tôi làm là được rồi. Hả, thiếu gia bây giờ, ngài muốn xuất phát đi về Lam Hoang hay sao? Như vậy không ổn thỏa lắm. Đúng vậy, Vân Tường thiếu gia, một mình ngài đi đến đó thì sao mà được? Ít nhất là phải đem theo vài ảnh vệ để bảo vệ. Đúng vậy, Vân Tường thiếu gia, không có ai hầu hạ ngài thì sao mà được? Tôi sẽ cùng đi với ngài. Không cần đâu, một mình tôi đi là được rồi, hành động cũng sẽ tiện hơn. Đón lấy. Hả, đây nè. Ở bên trong bùa chữ vật này là đan dược. Chú Đại Mộc, chú hãy chọn ra một vài hạt giống tốt ở trong ảnh vệ và tống phủ, cố gắng bồi dưỡng ra một vài chiến lực cao dài. Thanh Huân, cô triệu tập thị nữ của Đông Viện bọn họ một chút. Còn có mấy người có thiên phú tu luyện ở ngoại viện cũng được, nâng cao chiến lực của bọn họ ở mức cao nhất. Vâng. Chuyến đi này của tôi là tầm 3 đến 5 ngày, hoặc là 7 ngày. Nhưng mà trong vòng 10 ngày nhất định sẽ quay lại. Tôi xuất phát đây, chú Đại Mộc giúp tôi nói với lão gia tử một tiếng. Vâng. Đi đây. Ủa, là âm thanh gì vậy? Sóng âm thanh này là phi thoái hư không, có tính năng vô cùng mạnh. Hả, không lẽ là tiểu tử Tống Vân Tường, hiền chất Vân Tường chạy ra ngoài chơi hay sao? Ông xem, tôi bảo ông tối qua đi tìm cậu ta, ông cứ đợi hôm nay đi, kết quả đợi đến sáng nay, lại đi đến chỗ của phụ thân trước rồi. Không sao, vẫn nên hỏi ý kiến của phụ thân trước thì ổn thỏa hơn một chút. Nếu không, chúng ta tự đi tìm Vân Tường, cho dù ba người chúng ta cũng chưa chắc lấy được những bảo bối trong tay của Vân Tường. Phụ thân, hầu gia. Ngồi hết đi. Mới sáng sớm đã thỉnh an lão phu, nói đi có chuyện gì? Các người muốn lấy những bảo bối gì? Phụ thân là như vậy, tối qua công vụ tiếp khách nên con không thể nào đón Vân Tường hay sao? Cho nên con muốn để con làm chủ, tối nay tổ chức một bà tiệc ở quán rượu Vĩnh An. Được rồi. Chút tâm tư đó của các người tôi còn không biết hay sao? Không phải là có chủ ý đan dược ở trong tay của Vân Tường hay sao? Cũng không phải là ý này, nói như thế nào Vân Tường cũng là một phần tử trong Tống gia của chúng ta. Những trọng bảo này ở trong tay của cậu ta cũng để đó. Chỉ bằng lấy ra giao cho Tống gia chúng ta khống chế tập đoàn Thủy Mộc, lấy mô hình thương nghiệp và vận hành những tài nguyên này mới có thể làm lợi ích lớn lên được. Ba nói có đúng hay không? Hầu gia. Đại Mộc đến rồi à? Động tĩnh vừa nãy có phải là do tiểu tử Vân Tường làm ra hay không? Đúng vậy, Vân Tường thiếu gia nói cậu ấy muốn đi về Lam Hoang săn giết hung thú. Sau đó sẽ đi một chuyến đến thành Sa Điêu của Hạ Vực Quốc. Cái gì, đi săn giết hung thú của Lam Hoang hay sao? Được, tôi biết rồi, các người nuôi xuống trước đi. Đại Mộc, ông không nói nhầm đấy chứ, tên tiểu tử đó lại đi Nam Hoang, còn muốn săn giết. Ông chắc chắn là tiểu tử đó không bị hung thú giết chết đấy chứ? Đúng vậy, hầu gia, vậy thuộc hạ cáo từ trước. Có nói lúc nào về hay chưa? Ngắn thì 3 đến 5 ngày, nhiều nhất là chưa quá 10 ngày. Hầu gia, vậy thì tôi xin cáo lui trước. Được, chờ một chút. Phụ thân, bên Nam Hoang khắp nơi đều là hung thú, thiết bích quân của đại ca khó mà tiến lên phía trước,
bản thân cậu ta đến đó không phải là tìm cái chết hay sao? Này, ông chờ một chút, tôi vẫn chưa nói xong mà. Được rồi, đừng nóng vội. Nào, cho con xem chút thử. Cho con xem chút thứ, xem rồi quyết định có lên có chú ý với Vân Tường hay không. À, cái gì đây nà? Ôi trời, đây sao có thể chứ? Đây là Tống Vân Tường ư? Đậu. Không hổ danh là phi thoi mà A Bác đích thân huấn luyện, tính năng này quả thật rất được. Ủa, thuyền vận chuyển của Hy Thủy Quốc sao lại xuất hiện ở trong khu vực phòng ngự của Thích Bích Quân? Là phi thoi phù không của Thiên Đô Quốc lại có thể duy trì ở độ cao và tốc độ như vậy. Kỵ thủ này, kỹ thuật và năng lực đều rất là mạnh. Cái gì? Lực bộc phát mạnh thật, lại vượt qua trong chớp mắt. Hơn nữa, hắn cũng không hoàn toàn bị phong áp ở trên cao làm ảnh hưởng. Là bố trí trận pháp gì ở bên ngoài phi thoi hay sao? Làm nhân này không tầm thường. Tình cờ gặp được một người mạnh đến như vậy, Thiên Đô Quốc này quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Đáng tiếc, Hy Thủy Quốc đầu là lữ binh, nếu không. Thật sự là muốn bắt hắn giúp mình kiểm tra các bé yêu của mình một chút.